Mbappé là nhân vật chính trong đoạn video không có sự xuất hiện của Lionel Messi và Neymar. Đoạn video được PSG phát hành ngày 5 tháng 4 có chứa trích đoạn từ cuộc phỏng vấn với Mbappé. Trích đoạn đó được liên kết đến phần bán vé của cả mùa 2023-2024 lên trang web của đội bóng. Đoạn video quảng cáo này bị xóa chỉ sau một ngày vì Mbappé đăng đàn chỉ trích câu lạc bộ về việc tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân của anh. Tôi đã xem đoạn video kêu gọi cổ động viên sở hữu vé cả mùa 2023-2024. Mbappé viết trên mạng xã hội ngày 6 tháng 4. Tôi không hề được thông báo về nội dung cuộc phỏng vấn. Tôi không đồng ý với đoạn video được đăng tải. Đó là lý do tôi đấu tranh cho quyền hình ảnh cá nhân. Paris Saint-Germain là một câu lạc bộ lớn, một gia đình lớn, nhưng không phải là Kylian Saint-Germain. Mbappé đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ hình ảnh cá nhân. Năm ngoái, anh từng tranh chấp quyền hình ảnh cá nhân với Liên đoàn bóng đá Pháp FFF khi phản đối các thỏa thuận thương mại mà bản thân không có tiếng nói ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Động thái đăng tải video kể trên của PSG cho thấy đội bóng muốn giữ chân Mbappé và sẵn sàng cho khả năng Messi hoặc Neymar sẽ chia tay với đội. Tuy nhiên, việc Mbappé công khai phản đối PSG khiến truyền thông Pháp không loại trừ khả năng vua phá lưới World Cup 2022 muốn ra đi ngay trong mùa hè. Hợp đồng giữa Mbappé với PSG sẽ hết hạn vào mùa hè 2025. Real vốn khao khát sở hữu Mbappé nhưng chưa nối lại đàm phán với PSG. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có dấu hiệu chờ Mbappé chuyển đến theo dạng cầu thủ tự do khi anh hết hợp đồng với PSG. PSG đang ra sức giữ chân Mbappé. L'Équipe cho biết đội bóng thủ đô Paris đang phải trả khoản tiền thưởng lên đến 60 triệu euro mỗi năm cho Mbappé. Bên cạnh đó, mức đãi ngộ hàng tháng của cựu cầu thủ Monaco lên đến 6 triệu euro. Mbappé muốn kiểm soát mọi thứ. Cựu danh thủ Christopher Dugarry không hài lòng khi chứng kiến cách hành xử của Mbappé với PSG trong chiến dịch quảng bá cho vé thi đấu mùa giải 2023-2024. Mbappé muốn kiểm soát mọi thứ, từ truyền thông đến marketing. Cậu ấy chọn giám đốc thể thao cho đội và những cầu thủ sẽ chơi cùng mình. Tôi nghĩ Mbappé nên dừng lại và tập trung chơi bóng. Cậu ấy cũng nên gọi điện cho chủ tịch về vấn đề này thay vì đăng lên mạng xã hội. Dugarry bình luận hôm 6 tháng 4, ngay sau lời phàn nàn của tân đội trưởng tuyển Pháp. Câu lạc bộ thủ đô Paris đã gỡ đoạn video quảng cáo khỏi mọi nền tảng xã hội. PSG chưa đưa ra thông báo mới cho đến thời điểm hiện tại. Dugarry bình luận thêm, tôi phát ngán với những người dễ bị tổn thương như vậy. Tất cả hãy hạ cái tôi của mình xuống, họ đang thua hết trận này đến trận khác. Hãy để những cầu thủ tập trung thi đấu trên sân và thể hiện giá trị của mình. Họ đang sở hữu mức lương điên rồ. Mbappé không cần phải hành động như thế khi cậu ấy vẫn chưa quảng bá bất cứ điều gì cho PSG. Kể từ khi tiến hành gia hạn gây chấn động vào mùa hè năm ngoái, Mbappé chắc chắn đã có thêm quyền lực cực lớn tại PSG và điều này đã gây ra cuộc bàn tán trong phòng thay đồ. Một số tâm sự riêng cho rằng họ chưa bao giờ thấy một câu lạc bộ nào trao nhiều quyền lực như vậy cho một cầu thủ. Ngoài những khoản tiền liên quan, sự xuất hiện của Luis Campos và sau đó là của huấn luyện viên Christophe Galtier được coi là một cử chỉ của ban lãnh đạo nhằm thỏa mãn sở thích của Mbappé. Trong suy nghĩ của số 7 người Paris, lúc đó vấn đề là phải đảm bảo rằng anh ta sẽ không phải chịu những biến cố sau khi gia hạn được ký, hơn là muốn kiểm soát mọi thứ. Sự dè dặt của anh về kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái được thể hiện mạnh mẽ trong nội bộ và nửa lời trước công chúng, cũng sẽ có xu hướng xác nhận một ảnh hưởng hạn chế, ít nhất là trong lĩnh vực này. Trong video này, chúng ta có thể thấy rằng Lionel Messi hay Sergio Ramos không chắc sẽ góp mặt ở mùa giải tới, nhưng còn Marquinhos, Marco Verratti hay Neymar. Điều này củng cố ý tưởng về một Kylian Saint-Germain và phơi bày quyền lực của Mbappé với cả thế giới.